Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Hungary cho thấy là chó có thể nhận biết được người đối diện đang nói tiếng mẹ đẻ giống với chủ của chúng hay là nói tiếng nước ngoài. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neuroimage mô tả kết quả quét não của những chú chó trong nhiều cuộc thử nghiệm khác nhau. Từ đó, các nhà khoa học phát hiện một vài khu vực đặc biệt trên vỏ não của chó phản ứng khác biệt khi chó nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc và một tiếng hoàn toàn mới. Cụ thể, nghiên cứu tiến hành trên 18 con chó thuộc nhiều giống khác nhau, tuổi đời dao động từ 3 đến 11. Trong số đó, 16 con chó có chủ nói tiếng Hungary và 2 con chó có chủ nói tiếng Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy trong một bộ não không phải của con người có khả năng phân biệt giữa các ngôn ngữ. Trong nghiên cứu, 18 con chó được nghe các đoạn trích từ truyện Hoàng tử bé bằng tiếng Tây Ban Nha và Hungary. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích não của chúng. Ví dụ trong tiếng Tây Ban Nha, nhiều người sẽ cảm thấy nó giống một bài hát, một ngôn ngữ có giai điệu, còn tiếng Hungary thì ổn định hơn nhiều, nên chúng tôi tin là chó sẽ phát hiện được điều này. Nhóm kết luận, các con chó trong khảo sát có khả năng nhận ra ngôn ngữ mẹ đẻ của chủ nhân. Não của chó sẽ phân tích dựa vào một số quy luật trong cách phát âm ở mỗi ngôn ngữ, bởi vì các từ dùng trong thí nghiệm hoàn toàn lạ với chó. Mức độ nhận biết càng rõ ràng hơn với những chú chó lớn tuổi. Nhóm nghiên cứu giải thích nguyên nhân có thể vì chúng đã có nhiều năm nghe tiếng mẹ đẻ của chủ, nên não dần quen thuộc với ngôn ngữ ấy.